Xin chào cả nhà nhé. Tối hôm qua mình có uống rượu, ba anh em thì có uống hết một chai black nửa lít. Khi mà uống rượu ấy, thì lai dai đến 8 giờ coi như mới uống xong, thì có nghĩa là cứ cho là 8 giờ tối hôm qua, ngày hôm qua thì uống xong. Sau khi uống xong ấy, thì về nhà, lúc mới về nhà thì chắc là khoảng độ 9 giờ. Thế là mình có thử máy nồng độ cồn. Đây, máy nồng độ cồn đây, thử cái máy này. Thổi thì nó lên là 1,4. Đấy, 1,4. Thế thì mình mới có uống thử nước, uống vào khoảng độ một gần một cốc nước, gần một cốc nước này này. Đó. Thì thổi thì uống vào thì xúc miệng ra uống thì nó không giảm mà lại tăng lên, tức là thành ra 1,5. Đấy, thế cho nên là khi mà uống rượu nhiều thì uống nước vào thì chưa chắc là phải là giảm, mà có khi lại còn tăng lên, bởi vì lúc đó thì cũng không hiểu lý do tại sao. Đấy. Ba anh em uống hết chai nửa lít rượu black. Thế thì đến 10 giờ mình mới ăn mì tôm. Sau khi ăn mì tôm xong rồi uống nước xong thử thì nói chung là nó vẫn còn, tức là lúc đó thì nó xuống 1,1 gì đấy, tức là nó cũng có giảm nhưng mà nó vẫn còn đấy. Thế thì mình mới là thôi đi ngủ thì sáng nay tỉnh dậy sớm, bây giờ là mới có 5:30, sáng nay dậy tự nhiên 4:30 đã tỉnh rồi, tỉnh là không ngủ được thì mới dậy ăn sáng, vừa mới ăn xong. Thế bây giờ cái thử mới bảo là thử lại xem là thổi cái tầm này qua đêm rồi xem là nó còn là bao nhiêu hay là nó hết hẳn. Đấy, bây giờ nhé, mình lại thử lại. Thì cái máy này là bấm vào cái hiện lên là máy nó mở, sau đó là nó hiện số từ 10, sau nó xuống 9, 8, 7, 5, xuống tới 1. Sau lại nhảy tiếp 10 tiếp theo thì bắt đầu thổi. Đấy, tức là nó phải hết 10 số giật lùi. Sau 10 số sau thì bắt đầu trong cái 10 số sau giật lùi thì mình thổi trong cái 10 số đó. Để xem nhé, bây giờ là xem là nó có về mo hay là vẫn còn. Đây, đang ở cái số mo này. Đang nhảy về này. Đấy, 6 5 4 3 2 1. Thử xem là qua một đêm xem là nó. Úi giời, hay quá. Này, cứ mọi người cứ bảo đây nhá, nhìn thấy về mo chưa? Đấy, về mo số 0. Mọi người cứ bảo uống rượu tối xong đến ngày hôm sau vẫn còn, nhưng đấy theo mình qua đêm hay là cái rượu tây nó ấy nhỉ, rượu ngoại nó bốc hơi nhanh. Đấy, như vậy là kiểm chứng là có thể yên tâm là tối hôm qua mà uống rượu thế là sáng nay là có thể lại đi bình thường rồi, ngon lành rồi, không có vấn đề gì cả. Mà cái rượu ngoại thì nó bốc hơi nhanh lắm, nó nhanh bốc nhưng mà nó cũng là nhanh tan. Đấy, giờ tối hôm qua mà 8 giờ bắt đầu uống xong mà lúc đó đến 10 giờ mà còn ăn cả mì tôm, thử nó vẫn còn 1 mg trên lít khí thở. Giờ thử lại lần nữa nhé. Đấy, bây giờ 5:30. Đấy, đang từ 10, 9, 8, 7 nó nhảy số này. 4, 3, 2, 1. Đấy.
để ra có cái máy này yên tâm. Úi giời, về mò đấy, về mò thế là được đấy, đấy là yên tâm rồi. Thôi thế thôi, thế là mình thử như thế thôi để nói lên những cái điều là tức là nhiều lúc cứ lo, bởi vì là uống rượu từ tối hôm trước và nhiều người cứ bảo là đến ngày hôm sau là vẫn có nồng độ rượu, nhưng mà mình nghĩ là chắc là uống quá nhiều rồi, uống có thể là uống đến mức độ là uống say đấy, chứ còn nếu mà uống ba người uống một chai nửa lít thì nó không. Rượu ta thì tôi chưa thử, nhưng mà hôm nào phải thử cả uống rượu ba xem nào. Nhưng cái rượu này là rượu ngoại thì chắc cũng có thể là uống vào nó bốc nhanh, nhanh bay hơi đấy. Mới thử ba anh em uống một chai nửa lít đấy, thì sáng nay 5:30 sáng mà coi như đã hết nồng độ cồn, không còn đấy. Thế thôi, chỉ có báo tin mừng, bởi vì là từ trước giờ chỉ vì coi lo mà phải mua cái máy này đấy, lo mà uống rượu từ hôm trước đến hôm sau thổi vẫn còn. Đây là mình mới thử cái chai rượu ngoại thôi, chứ còn chưa thử, hôm nào phải thử cả cái rượu nấu của mình xem như nào. Thế thôi nhé, tạm biệt mọi người, xin chào.